Thời tiết đẹp, em lại mang về cho các bác một chiếc xe rất là đẹp luôn. Một mẫu sedan dáng trường, rộng rãi tiện nghi. Một mẫu sedan hạng D với nhà Mazda. Và đây là một chiếc Mazda 6 các bác nhá. Một chiếc xe mà nghe đến tên ai cũng biết. Một chiếc xe vừa lành, vừa bền, vừa tiết kiệm. Và đây là một chiếc xe với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ có 6 lít trên 100 cây. Mặc dù với động cơ máy 2.0, công nghệ mới, xe thì còn hiện đại, sơn xi sạch sẽ bên ngoài, nội thất bên trong còn gần như là nguyên bản toàn bộ nhá. Đã được độ một cái màn hình Redtech với cam lùi, cam hành trình cho bác rồi. Xe còn ngon, có cửa sổ trời, option full kịch, 6 túi khí an toàn. Và nói với các bác là thực sự là ngập trời công nghệ luôn. Đây là một chiếc xe vừa về cửa hàng em Vũ Duy Ô Tô. Và chiếc xe này thì bao chuẩn chỉ cho các bác luôn nhá. Tuy nhiên là 2015 thì đến bây giờ nó cũng đã được nhiều năm rồi, cũng không thể tránh khỏi những cái khiếm khuyết. Thì các bác cũng thông cảm nếu như mà xe không đạt được zin 100%. Nhưng mà mua mới các bác mua là hơn tỷ, gần tỷ 2. Bây giờ các bác chỉ bỏ ra cái số tiền là 435 triệu đồng. Các bác đã có ngay được chiếc xe màu đỏ đẹp này rồi. Bao vận chuyển toàn quốc, ship xe đầy đủ nhá. Giấy tờ hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ, nên là các bác yên tâm. Về là bây giờ các bác chỉ việc là đi thôi, không phải làm cái gì cả. Nội thất xe là nguyên bản luôn, túi khí an toàn còn nguyên. Và đây là một chiếc xe mà được tích hợp 6 túi khí an toàn, có cửa sổ trời, đăng kiểm đi đến tận 2024. Động cơ máy 2.0, vừa khỏe, vừa bền, vừa lành, vừa tiết kiệm nhiên liệu, với mức tiêu thụ chỉ có 6 lít trên 100 cây thôi ạ. Và em này thì vừa mới về nhà em, biển Hải Phòng 15A51863, đăng ký lần lại lần thứ hai rồi. Và con này thì là hơn 2 chủ rồi nha các bác nhá. Nên là bác nào mà muốn quan tâm đến một chiếc xe chủ yếu là chất xe, máy số zin, thân vỏ cứng thì alo ngay cho em. Con này thì được cái là dòng xe chạy rất là ổn định và lành bền. Dàn lốp to bản, dày dặn Turanta Bridgestone, dày, chắc. Và con này thì lâu gọi là 2017 đến nay 6 năm rồi mà chưa thay dàn lốp thứ hai ạ. Vâng, chất xe cứng như vậy nhưng mà chạy mới được có hơn chục vạn đấy các bác nhá. Và em này thì được tích hợp cả điều hòa auto, ga tự động, dừng đỗ tạm thời, chống trơn trượt, các thứ là đầy đủ hết. Vâng, và mẫu xe này cũng là một mẫu xe hạng sang mà được rất nhiều người yêu chuộng. Đấy, các bác nhìn kiểu dáng nó đẹp như thế này, không mê thì sao. Và đây là một cơ hội để dành cho những bác nào mà muốn mua một chiếc Mazda 6, muốn mua một chiếc xe giá rẻ nhưng chưa có điều kiện, thì hôm nay với cái giá là 435 triệu đồng thì là một mức giá rất là hời cho các bác luôn. Và có vận chuyển trên toàn quốc các bác nhá. Vâng, ok, và bây giờ ta sẽ cùng đi chi tiết vào từng phần của chiếc xe để cùng đánh giá về một mẫu xe thể thao này. Em này thì hôm nay em sẽ xin phép là đánh giá ở bên trong trước. Đầu tiên là ghế, thì em này là ghế chỉnh điện nhá. Ghế chỉnh điện, ghế lái này, có nhớ này. Đấy, có nhớ này, hai vị trí. Đấy, có cài đặt và có nhớ hai vị trí luôn. Ghế lái chỉnh điện và cái này là có cả bơm lưng luôn nhá. Bơm lưng ở ngay phía dưới này. Da của ghế lái là còn nguyên. Đấy, các bác nhìn nhá, da là còn nguyên luôn. Và chưa có bai bật thì cả, vẫn còn nguyên này. Túi khí an toàn được tích hợp trên ghế lái luôn. Và ghế phụ thì cũng vậy nhá. Ghế phụ thì cũng là còn nguyên da. Đấy, ghế phụ còn nguyên da luôn. Và em này thì có một cái điểm mà rất là cộng, đó là có cửa sổ trời lãng mạn full, gần như là rất là rộng rãi. Đó, cửa sổ trời ok. Đóng ngay là sạch sẽ ngay. Và toàn bộ trần của chiếc xe thì được bọc ni lông rồi. Nói chung là bác chủ bác ấy là người cẩn thận, nên là bác ấy bọc ni lông thì đương nhiên là xe sẽ sạch sẽ và bền bỉ rồi. Đấy, vô lăng à các bác à. Vô lăng vẫn còn như mới luôn, có túi khí an toàn tích hợp. Và phần vô lăng thì không bị mòn một chút nào các bác nhá. Đấy, còn bên này là phím tích hợp trên vô lăng. Đấy, gồm có cụm phím điều khiển thông tin cũng như là điều khiển âm thanh. Và bên này thì là điều khiển ga tự động có tích hợp trên đây rồi. Đấy, xe thì còn ngon. Và đồng hồ lăn bánh là 6 vạn 6 các bác nhá. Nhưng mà con này thì đấy các bác nhìn này. Đấy, mặt táp lô của xe nó còn như thế này mà. Chạy được 6 vạn 6 theo đồng hồ. Đấy, mặt táp lô xe còn đẹp căng. Có màn hình Android Redtech kết hợp với cam lùi và cam hành trình. Đấy, có tích hợp nhạc đầy đủ luôn nhá. Và các bác mua những cái dòng như thế này về thì đúng là các bác là chỉ có việc là đi thôi, không phải làm gì đâu. Sạch sẽ, ngon lành và giá thì thơm như muối mít. Điều hòa auto các bác nhá. Điều hòa auto này. Đấy, rất dễ dàng và hiện đại luôn. Hai vùng riêng biệt hai bên. Và em này thì có cần số là số tự động zích zắc này. Đấy, thời tiết nắng nôi này, cần số này, còn nguyên logo đấy các bác nhá. Tay phanh và khóa khiển ở đây. Đấy, xe vừa về xong, khóa khiển còn nguyên, cổng sạc này. Đấy, có hết này. Và nói chung là về option thì em này thì được cái là
gạt mưa gạt kính các thứ là nhẹ nhàng. Đấy, ui các bác thấy ạ, vâng, rất là sạch sẽ luôn. Và các cái cụm phím đèn của xe thì vẫn còn nguyên rõ ràng, không bị mòn mỏi nhá. Thời tiết hôm nay phải nói các bác là hơi nắng, vâng, hơi nắng nên là chói, các bác thông cảm, có những cái lúc mà nó quay nó bị chói chi tiết nhá. Có hệ thống dừng đỗ tạm thời AFS và hệ thống chống trơn trượt. Đấy. Cái chỗ này là chắc để tiền xu rồi. Đúng là một cái thiết kế không có thừa của một hãng xe Nhật nhá. Bệ tì tay da sờ rất là mềm. Đấy, học để đồ tiện lợi. Và cái này trước bác chủ là chuyên quan chức nên là bác cái lúc nào cũng có phong bì. Đấy, bác còn để nguyên như em này. Và em này thì có cả loa súp ở phía dưới luôn đấy. Vâng, loa súp ở phía dưới luôn nhá. Nói chung là về chất thì xe là tương đối là cứng. Đấy, có gương chiếu hậu chống chói này, có cam hành trình. Và nội thất và ngoại thất bên ngoài thì toàn bộ bản lề đây các bác nghe này. Đấy, toàn bộ bản lề của xe đấy ạ, còn cứng nét luôn. Em này thì được cái là kính điện 4 cánh là lên xuống nhẹ nhàng và êm ái, có dán phim 3M hết rồi. Đấy, bác nào mà mua cái Mazda 6 và muốn mua một chiếc xe trong cái tầm tiền loanh quanh khoảng tầm 400 đến 500 thì đây là một sự lựa chọn rất là yêu. 2015 và em đang bán cái giá nó chỉ có 435 triệu đồng thôi. Còn nếu các bác muốn mua một mẫu SUV gầm cao đến từ nhà Mazda, ví dụ như là Mazda CX-5 mà cùng đời như là 25 như em này, thì em đang bán cái mức giá là chỉ có 479 triệu đồng thôi các bác nhá. Đấy, bác nào mà muốn quan tâm thì các bác có thể là điện thoại trực tiếp qua số điện thoại hotline của em Vũ Duy Ô Tô, duy nhất một số 0869158926. Đấy, em sẽ đưa chi tiết cho các bác về chiếc Mazda CX-5. Đấy, và video thì em có hết rồi. Các bác có thể là theo dõi trường kênh Google, YouTube. Các bác có Vũ Duy Ô Tô là các bác sẽ ra được chiếc xe đó. Và đây, con này mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình có 6.6L/100 cây thôi. Trông thì tưởng là ăn xăng nhưng mà thực sự là không hề xăng ăn một tí nào nhá. Phần sườn xe còn đẹp bóng luôn này và không có lượn sóng. Đấy, còn ngon nguyên. Và đây là một mẫu xe thể thao trẻ trung năng động đến từ nhà Mazda. Và chiếc xe Mazda sedan hạng D này là một chiếc xe mà được rất nhiều người yêu thích. Kiểu dáng trường, xe đẹp, đấy, tiết kiệm nhiên liệu. Và đặc biệt là cái dòng xe hạng sang này thì nó được gắn rất nhiều các sườn cảm biến trước sau đấy. Rồi body kit phía sau. Nên là kiểu dáng của cái dòng này thì được nhiều người mê, đặc biệt là thanh niên cũng như là những người trung tuổi nhá các bác nhá. Về phần keo chỉ thì các bác yên tâm là em này thì keo chỉ là bao nguyên bản rồi. Đấy, cam kết là không có đâm đụng, không ngập nước. Đấy, máy số là của xe là còn zin. Và em này là toàn bộ các cái đinh hàn dọc hai bên sườn tem này là còn nguyên. Đấy, bên này hai bên này còn nguyên này. Và các bác có thể để ý là toàn bộ lốp sơ cua ở dưới cũng như là lót sàn, lót ra sàn của xe đều được chống ồn 3M hết rồi nhá. Đầy đủ đồ nghề, không thiếu cái gì. Một chiếc xe lành bền, đấy, chắc chắn. Và form xe thì cũng là một mẫu sedan dáng trường. Em này thì dài gần 5 mét rồi. Và cái mẫu xe này cũng là một cái mẫu xe kiểu dáng trẻ trung. Nhiều bác mua con này hồi xưa mua toàn tỷ mấy hơn tỷ. Thế nhưng mà thời điểm này thì các bác chỉ cần bỏ ra cho em một cái số tiền là chống ồn hết các bác nhá, là 435 triệu đồng thôi. Nạp chân kính mạ chrome, ốp sáng bóng luôn và vằn viền bên trên. Đấy, xe còn ngon, chất cứng và toàn bộ cánh keo chỉ của xe là còn nguyên luôn. Đấy, cửa đóng mở nhẹ nhàng và chắc chắn nhá. Và nội thất bên trong này, và bộ nội thất ghế da của xe là nguyên bản. Đấy, đây là nội thất nguyên bản của xe. Đấy, còn nguyên luôn. Và sàn da cũng là sàn xoắn chống bẩn, có sàn da 3D kết hợp. Đấy, có điều hòa cửa gió vùng sau. Và nói chung với cái tầm tiền loanh quanh khoảng tầm hơn 400 thì có rất nhiều sự lựa chọn. Nhưng mà để mà mua một chiếc Mazda 6, một chiếc xe hạng đẳng cấp hạng D thì đây là một sự lựa chọn rất là ok cho các bác. Đấy, ghế phụ cũng là chỉnh điện các bác nhá. Ghế phụ chỉnh điện hoạt động hoàn toàn ok. Và em này thì được cái là chất xe vẫn còn cứng luôn. Mặt táp lô xe còn ngon. Đấy, ghế chỉnh điện này nhẹ nhàng luôn nhá. Vâng. Và chiếc xe thì đăng kiểm đến tháng 2 năm 2024. Đấy, bác nào mà yêu thì các bác cứ qua cửa hàng xem xe trực tiếp luôn. Dambi Projector zin nguyên. Đấy, hàng giờ còn nguyên này. Đấy, ánh sáng mạnh và khả năng chiếu sáng tốt, có rửa đèn pha tự động các bác nhá. Và phần mặt ca lăng của xe thì logo này rõ ràng luôn. Đấy, logo còn nguyên. Đảm trước có cảm biến lùi tiến phía đằng trước để tránh va chạm nhá. Toàn bộ các cái option của cái dòng này thì tương đối khá là hiện đại.
Và đây là một cái dòng xe giá rẻ, vâng, chỉ có hơn 400 triệu nhưng các bác đã thừa hưởng một chiếc xe công nghệ mà mua mới cả hơn tỷ đồng. Đấy. Và mẫu xe này thì bên nhà em đang vừa mới về xong, nên là bác nào mà yêu thích cái dòng này thì mời các bác qua cửa hàng xem xe trực tiếp, cho test hãng, check hãng thoải mái luôn. Đấy, xe còn ngon chất quần cứng luôn nhá. Và mẫu xe này thì đây, cabo của em lật mở lắp cabo này. Khoang máy thì sạch sẽ rồi vì đã dọn dẹp hết rồi. Đấy, máy số là zin luôn nhá. Con này là máy số zin. Đây em sẽ chống cabo lên. Sau đó thì ta cùng xem kỹ về phần máy hơn. Đây. Máy số của xe là zin luôn. Ốc zin này, keo vách máy, keo mặt máy là còn zin này. Và em này là máy số zin các bác nhá. Đấy. Xe còn nguyên bản luôn. Đấy, không có lỗi lầm, không đâm đụng, chạy được hơn 6 vạn. Và chất thì ắc quy các thứ của xe là còn ngon nguyên. Đầu hai bên này, đầu hai bên sườn này này. Đấy, xe còn nguyên. Chất cứng nét luôn. Đấy, đầu hai bên sườn đây. Các bác mà muốn mua một chiếc xe cứng và muốn mua một chiếc xe giá hợp lý thì mời các bác qua cửa hàng xem xe. Và chiếc xe này thì bên em cũng dọn dẹp hết rồi. Về là bây giờ các bác chỉ được gọi là đi thôi, không phải làm gì nhá. Sạch sẽ, ngon lành, êm mượt này. Và xe chạy rất là ổn định luôn. Một dòng xe đến từ thương hiệu Mazda của Nhật Bản. Đấy, chạy khá là ok. Đấy, đầu của xe là còn nguyên này. Tất cả các cái răng đầu này còn nguyên này. Đấy, ốc cabo này còn nguyên này. Và các cái đầu hai bên này còn nguyên. Đấy. Em này thì cũng đã được rửa dọn rồi. Đây là rất là sạch sẽ. Và bây giờ là chỉ đúng là các bác là chỉ có việc đi thôi. 2015 mà đang bán cái giá là 435 triệu đồng. Đấy, bác nào mà yêu thích cái dòng xe này thì mời các bác qua cửa hàng xem xe trực tiếp luôn nhá. Gầm bên này các bác nhìn gầm bên này. Đấy, gầm nó còn sáng như thế này. Sáng sạch như thế này. Giá cả phù hợp và xe thì rất là ok. Vâng, và các bác yêu thích cái dòng xe Mazda 6 hay là tất cả các cái dòng xe phân khúc gia đình giá rẻ thì alo ngay cho em. Bên nhà em thì có siêu thị ô tô lớn nhất cả nước với hơn 500 đầu xe, thoải mái cho các bác lựa chọn luôn nhá. Và bên em thì có thu mua trao đổi xe trên toàn quốc. Rất vui khi được các bác có những chiếc xe giá rẻ tại em Vũ Siêu Ô Tô. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Mazda CX-5 đời 2015 cũng em đang bán là 479 triệu đồng. Còn Mazda 6 2015 thì em bán giá là 435 triệu đồng các bác nhá. Đấy, hàng cao cấp xịn sò, phanh đĩa 4 bánh ABS đầy đủ. Và nói chung là option thì dòng này thì không thiếu một cái công nghệ gì rồi. Cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe giá rẻ ở em Vũ Siêu Ô Tô. Xin trân trọng cảm ơn.